Đây này mọi người, đây thôi. Em sẽ hướng dẫn cắt cành nho để cho nó ra bông này. Đây là cái gốc từ lên tới vàng. Đây là những cái cành cấp 2, cấp 3. Cành là cành cành cấp 1. Đây là cành cấp 2. Rồi. Đây là cành cấp 3. Rồi. Sau khi mình ăn trái cho cái lứa đầu tiên tại cành này, cành này chưa cắt á, là nó có lá rất là đầy đủ. Rồi rất là dài. Sau đó thì mình sẽ cắt cắt đi cái đoạn đây để lại cái mục đầu tiên. Đây đây là cái mục, thì cái chỗ này là cái chỗ sẽ cho ra bông. Đây là cho bông một, đây là một một chồi, hai chồi, đây là hai chồi, một chồi đầu và hai. Thường chỉ để một chồi đến ba chồi thôi, còn tất cả các nách, các cái chồi mà ở về sau này nó mọc lên là lật bỏ, không nên để, chỉ để cái cành nó nuôi một đến ba chồi thôi. Đây là nhành nho vừa mới cắt hôm nay. À, lưu ý là cái cây này đã được 1 năm, 1 2 năm, đã được 2 năm thì khi cắt cành thì mới lặt hết lá, còn mình mà trồng mới ăn cái lứa đầu tiên thì không nên lặt hết lá, chỉ có việc cắt cành và lặt đến một trên mỗi cái cành lá thì mình chỉ lặt tối đa để lại nếu 10 lá thì trên mỗi cành thì mình lặt để lại 5 hoặc 6 cái lá, chứ không được lặt hết như giống như như video em đang giới thiệu. Tại vì cái này nó già rồi thì phải lặt hết lá. Còn mình mới trồng cho cái vụ đầu tiên thì không nên lặt hết lá. Đây ví dụ như cái cành này. Mình cắt cái chỗ mà nó giao nhau giữa cành cành non và cành hó gỗ. Đây là cành hó gỗ, còn phần đầu của nó, phần đầu đã đi cắt đi là phần phần còn non còn xanh. Đây là cái chỗ giao nhau giữa hai 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 cái cành mà một cành mà nó giao nhau giữa hó gỗ và còn xanh, mình cắt chỗ đó. Đây là cái mục của nó này. Đây, ví dụ như cái dàn nho, đây là chuẩn bị cắt cành đi. Đó, ví dụ như cái cây nho này đi. Đây, ví dụ đây là cái cành. Đây là cái cành. Đây là cái cành đã cho cái quả mình đã ăn xong rồi này. Quả mình đã ăn xong và chờ 1 tháng là chuẩn bị các cái cành để cho nó ra cái lứa thứ hai, lứa quả tiếp theo. Ví dụ như cái cành này đây, đây là cành đã già của lứa đầu tiên này, rồi sau đó là lứa ăn quả thứ bắt đầu tiếp theo của mình nè. Rồi mình ăn hết quả rồi đúng không, mình cho cây nó nghỉ 1 tháng, 4 phần cho nó nghỉ 1 tháng, rồi sau đó mình chuẩn bị cắt lại.